Về với Điện Biên hôm nay, du khách không chỉ có cơ hội đến với miền đất lịch sử, khám phá thiên nhiên hùng vĩ, mà du khách còn có dịp thưởng thức văn hóa ẩm thực hấp dẫn của đồng bào dân tộc như cá nướng, xôi, nộm da trâu, thịt trâu gác bếp, gà nướng mọi, lợn bản hấp lá chuối, lạp sườn gác bếp, gỏi cá, măng rừng, và đặc biệt là món chẩm chéo có hương vị đặc trưng của vùng Tây Bắc. Với mục đích giữ gìn, bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa ẩm thực, nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên chúng em đã và đang triển khai dự án sản xuất kinh doanh chẩm chéo hương vị Tây Bắc. Để làm món chẩm chéo thơm, đậm vị dân tộc Thái Điện Biên có sử dụng các loại nguyên liệu sau: muối, mì chính, xả, tỏi, gừng, ớt tươi, ớt bột. Rau thơm gồm mùi tàu, húng lũi, lá chanh, rau mùi, hạt dổi. Đặc biệt, một gia vị không thể thiếu là mắc khén. Loại hạt chỉ có tại vùng núi Tây Bắc. Các nguyên liệu rau thơm, ớt, mắc khén sẽ được xào khô, xay thành bột, trộn đều tay. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành thức chấm thơm ngon, đúng vị chẩm chéo Tây Bắc. Khách du lịch khi ghé thăm Điện Biên có thể thưởng thức món chấm đặc biệt này với nhiều tên gọi khác nhau như chéo bà, chéo cá, dùng để chấm măng tre, rau luộc, chéo nặng sổ, chéo nước chua, thường ăn cùng với rau cải non, hay chéo bịa, chấm với thịt trâu luộc hoặc hấp. Chúng em gồm Nguyễn Nhung, Lương Ngọc Thành, Lương Văn Đức. Xin mời quý thầy cô và các bạn cùng thưởng thức món chẩm chéo. Chúc hội thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Start Up Kai 2022 thành công rực rỡ.